Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 12 tháng 6 năm 2022 á. Em có về mấy cái dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ vô test máy báo giá từ cái điện thoại và máy tính bảng cả nhà xem mua ủng hộ giùm em. Thế An bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Em ship code, ship toàn quốc nha. Em ship thì bưu điện nhà nước, miền Tây, miền Nam, miền Bắc, miền Trung em ship hết. Khách mua là em ship. Bây giờ em sẽ test máy. Em bán điện thoại sau lưng sân động Tân An. Khách nào có nhu cầu mua muốn xuống xem hàng điện thoại trước giùm em số điện thoại 0388 792 574 nha. Số đó cũng là số Zalo của em. Giờ trước tiên em review điện thoại nhưng cả nhà, máy tính bảng này em cũng có nhiều cho nên em review điện thoại trước. Chiều em cũng ra ngoài sân động Long An bán nha, nhưng mà ra ngoài quay video thì xe chạy qua lại nó hơi ồn, cho nên em quay video ở nhà. Bây giờ em sẽ test điện thoại trước. iPhone đi. iPhone 5 thường, cây này 16GB. Thường iPhone em bán cho khách là máy sạch không dính tài khoản nha. Tình trạng máy là lúc nào máy cũng không trầy xước nhiều nè cả nhà. Máy em nhập là không trầy xước nhiều nha. Máy là phải đẹp trên 80%. Rồi, cây này là iPhone 5 thường 16GB, giá 750.000. Đây camera trước, camera sau. Rồi giá 750.000, màu trắng bạc nha cả nhà. Rồi tiếp theo, cái iPhone 5C. 5C cây này cũng 16GB luôn, cũng máy sạch không vướng tài khoản. Đa phần máy em bán cho khách là pin nha, pin con trâu nha, máy cầm pin nha cả nhà, lên mạng phải là ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ mới hết pin nha. Còn mình không xài mình để đó thì nó giảm chừng mười mấy phần trăm pin thôi. Rồi 5C. Máy màu trắng. Em để giá cho khách cũng là 750.000 luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có một cây iPhone 5 thường, gọi là 5G, 6G, iPhone 6 thường gọi là 6G. Cây này cũng 16GB nha. Tình trạng máy cũng máy sạch luôn, test chuông cho khách luôn. Giờ em vô cấu hình cài đặt máy luôn nha cả nhà. Cô bác nào ở xa tới mua điện thoại xem hàng điện thoại trước giùm em. Tại nhiều khi em đi thành phố hoặc là khách nào có điện thoại em á, máy bận điện không được á, thì kết bạn Zalo với em á, số điện thoại mình để bên góc tay trái á. Rồi có gì em sẽ trả lời tin nhắn khách. Tại vì nhiều khi em đang chạy xe nghe điện thoại á, hơi ồn á, cả nhà thông cảm. Rồi cây này là giá 1.300.000, 16GB iPhone 6 thường. Rồi tiếp theo là cây iPhone 5S. Cây này 16GB nha, màu trắng bạc luôn nha cả nhà nè. Tình trạng máy nè, không trầy xước nhiều. Rồi cây này có dán cường lực nha, khách trước xài có dán cường lực. Rồi em test cảm ứng cho khách nè, màu trắng bạc luôn, 5S, 16GB nha, giá 850.000 luôn. Rồi tiếp theo G5 Dream màu hồng. G5 Dream em có G5 Dream em chỉ còn một cây màu hồng thôi nha cả nhà. Chưa sạc nhỏ nha, chưa sạc Samsung này nhà ai cũng có. Máy này xài 2 sim 1 thẻ nhớ, giá 900.000, 16GB. Tình trạng máy là mặt sau nó hơi xước và đường lông mèo nha, không bằng mặt trước không trầy xước nhiều. Khách mua cái gì em ship y chang cái đó nha, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách, tình trạng sao em báo hết. Rồi G5 Dream màn hình 5 inch, giá 900.000, màu hồng. Trời, G2 Dream thì khách nào thường xem kênh em cũng biết nha. G2 Dream RAM 1GB8 nhưng mà xài được 2 sim 1 thẻ nhớ. Học online được, lên mạng. Chơi game lên mạng, chơi game nhẹ được. Coi YouTube, Zalo, Facebook được. Rồi, giá 650.000 nha cả nhà. Cái này cũng vậy. Máy cũng được trên 80%. Rồi, tiếp theo. Cái này Samsung. Cây này RAM 464GB nha cả nhà. Em vô cấu hình cài đặt điện thoại A8 cộng năm 2018, tình trạng máy là không ám ấu nha cả nhà. Máy được trên 80%. Em tăng độ sáng lên. Độ sáng nó hơi yếu cho nên nó màn hình em quay nó hơi sẹt sẹt á, nhưng mà em tăng độ sáng lên là hết rồi nha cả nhà. Rồi cây này là đưa em vô bộ nhớ nha. RAM 464GB nha cả nhà. A8 cộng RAM 464GB.
Tình trạng máy là nè, sau 4 ghi máy màu đen, không trầy xước nhiều. Đây nè, cây này màu đen nha, còn vân tay luôn nha cả nhà. Xài 2 sim 1 thế nhớ, giá 1,9 triệu. Camera trước, camera sau A8 cộng, chui sạc Galaxy nha cả nhà. Rồi giá 1,9 triệu. Rồi hiện tại em có 2K A7 nha, 2K A7, A7 2018. Cái này là dấu tay em, dấu tay máy, dấu tay nó dính thôi, nhâm 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 thôi, không trầy xước nhiều nha. Có tặng ốp lưng trong. A7 2018 em có 2 cây. RAM 4 64 GB, 3 camera, nhận diện khuôn mặt, xài vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt tùy theo khách xài. Rồi pin nó là 3300 nha cả nhà. Để em test chuông cái máy này luôn. RAM 4 64 GB giá 1,900,000. Chiều nay chuyển mưa nó rồi cho nên em không ra ngoài bán. Rồi cây này là giá 1,900,000 nha, có tặng ốp lưng trong, ốp lưng trong nè cả nhà. Rồi cái em bán điện thoại là không kèm phụ kiện nha, phí ship khách trả. Rồi cây này cũng vậy, A7 2018, RAM 4 64 GB muốn ghi luôn, cảm ứng nè cả nhà, máy rất là mượt luôn. Em test camera cho khách luôn, camera trước camera sau. Rồi giá 1,900,000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có 2 cây nha, này RAM 4 32 GB, màu vàng đồng và màu đen. Em vô cấu hình cài đặt máy A6 cộng, RAM 4 32 GB, chơi game Liên Quân Free Fire được, học online được, hát karaoke luôn, mua về coi YouTube luôn nha cả nhà. Màn hình này là 6 inch nha, gần 6 inch, xài 2 sim 1 thẻ nhớ luôn. Rồi giá 1,7 triệu. A6 cộng màu đen cũng vậy luôn. Em bán máy cho khách, nhưng quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Nói chung tình trạng sao em báo hết, có sao em nói vậy. Nói chung em cũng là một người công nhân như của bác anh chị thôi, cho nên em biết đồng tiền mình lao động cực khổ lắm. Cho nên á, bán hàng mình lựa những cái mặt hàng nào á, ok nghiêm chỉnh cho khách. Rồi RAM 4 32 GB này nha cả nhà. Khách nào á, cọc giùm em thì cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có cọc cạc điện thoại vẫn được. Hoặc có Momo, cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship trừ phí cọc ra. Còn cô bác anh chị nào tin tưởng em thì chuyển khoản hết em bao ship. Nói chung cũng có nhiều khách cũng hay chuyển khoản cho em hết nữa. Nói chung là mình thấy em không lấy gì của ai hết. Mình làm ăn mình cần sự uy tín lâu dài hơn là mình lừa gạt người ta. Rồi cây này là cũng giá 1,7 triệu luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo cây này là Mi Lute nha. Để em vô cấu hình cài đặt máy, em quên nó là cái gì rồi. Tài khoản, nói chung là Mi này là không dướng tài khoản nha. Đây, Mi 5 Lute màu vàng, còn vân tay nha, không dướng tài khoản Mi. Cây này là 32 GB nha cả nhà, 32 GB. Rồi em để giá cho khách là 1,2 triệu. Camera trước, camera sau, chuông, giá 1,200,000, màu vàng đồng. Máy được trên 80% nha cả nhà. Rồi giá 1,200,000. Apple F1S, RAM 3 32 GB, máy màu vàng hộp gà nha, máy màu vàng hộp gà, giá là 1,100,000. RAM 3 32 GB, xài 2 sim 1 thẻ nhớ, chơi game Liên Quân Free Fire được, Android nó làm 6.0. theo nha, Note 4 em có 2 cây nha, màu đen
nhà màu trắng. Note 4 thì khách thường xem kênh em thì biết Note 4 là RAM 3 32GB. Chơi game Liên Quân Chi Phai được, học online được nha. Đo được huyết áp luôn nha. Nói chung là đo được huyết áp thì khách nào muốn đo thì lên mạng YouTube nó chỉ cách đo, còn em thì em không rành. Có nhiều khách mua thì nói em chỉ em cách vậy đó. À, mua về để đo huyết áp hoặc là xài nghe gọi. Rồi giá 1 triệu nha, màu đen và màu trắng. Rồi tiếp theo cây này A5 nha cả nhà. Cây này là RAM 2 16GB, 2 SIM, 1 thẻ nhớ. Màn hình 5 inch A5 2016 màu vàng đồng. Giá 1.100.000. Xài Zalo, Facebook được, YouTube luôn. Học online luôn nha cả nhà. Màn hình 5 inch giá 1.100.000 mét vuông đúc. Màu vàng đồng. Rồi, tiếp theo. Em có một cây Oppo. Oppo F3. RAM 4 64GB, Android 6 chấm. Màn hình 5.5. Giá 1.350.000 nha. Apple F3 1.350.000, RAM 4 64GB. Chơi game Liên Quân Chi Phai được, học online được, màu vàng đồng. Rồi, tiếp theo em có một cây hai cây Note 3 nha, một cây màu trắng, một cây màu đen. Cây màu đen này em bán giá phiên bản tiếng Anh nha. Khách nào mua về á thì chạy chương trình giùm em, chạy sang tiếng Việt giùm em. Cây Note 3 này hết pin rồi. Phiên bản tiếng Anh về chạy chương trình lại em bán giá 750.000. Màu đen, còn cây màu trắng này tiếng Việt nha. Tại cây màu đen đó em không có thời gian đi chạy chương trình cho khách, cho nên bán giá phiên bản tiếng Anh. Rồi, cây này 850.000. Note 3 RAM 3 32GB. Cây màu đen cũng vậy, RAM 3 32GB. Khách nào có nhu cầu xem hình thì kết bạn Zalo em gửi hình nha, hoặc video. Rồi, tiếp theo em có một cây màu tím nha. Cây này cũng RAM 3 32GB. Cái dòng này lâu lâu mới nhập nha cả nhà. Rồi, C8. Màn hình 5.6, 5.7. Xài 2 SIM, 1 thẻ nhớ luôn. RAM 3 32GB. Em test cảm ứng nè cả nhà. Rồi, giá 1.650.000. Máy màu tím. 1.650.000. Mi Note 7 nha. 32GB. Màu tím đỏ. Màn hình giọt nước luôn. Mi là RAM 2 16GB là đã chơi game được rồi nha cả nhà. Cái này cũng không vướng tài khoản luôn, máy sạch luôn nha cả nhà. 32GB, Mi Note 7, 32GB, màn hình giọt nước. Tình trạng máy nè, không chạy xước nhiều, mặt trước mặt sau. Rồi giá 1.650.000. Tất cảm ứng cho khách nè. 1.650.000, 32GB, Mi Note 7. Rồi Z7 Pro thì RAM 3 32GB. Màu xanh nước biển, màu xanh nước biển kim tuyến. Chơi game Liên Quân Chi Phai, học online được. Chỉnh chế độ lên, tăng chế độ lên. Rồi, 32GB, học online luôn, chơi game luôn. Máy khuôn đúc. Rồi, máy được trên 80% nha cả nhà. Rồi, giá 1.6 triệu. Rồi, tiếp theo cũng có một cây màu đen nha. C7R màu đen luôn. Cũng giá 1.6 triệu luôn. Tình trạng máy là không chạy xước nhiều nha. Máy không ấm ố gì hết nha cả nhà. Giá cũng 1.6 triệu luôn. Máy màu đen 32GB luôn. Rồi, Huawei 2A. Còn vân tay máy, máy sạch không dính tài khoản. Rồi, iPhone thì hiện em chỉ có còn 12 Pro Max thôi nha cả nhà. 13 Pro Max em hết rồi, 13 Pro Max, ngày mai hoặc ngày mốt mới có hàng nữa nha. 12 Pro Max, em có 3 cây nè. Màu xanh, màu vàng đồng và màu trắng. Dung lượng nó là 512GB nha cả nhà. Tình trạng máy nè. Máy được trên 80% nha, không chạy xước nhiều nha. iPhone này là hàng xách tay của Singapore nha cả nhà. Nói chung lúc trước em cũng không bán, nhưng mà tại có nhiều khách nhắn tin em á, với có nhu cầu mua á,
cho nên em đăng video lên, khách nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Rồi 2 triệu nha, 12 rổ mắt hàng sách tay xin nha, xin carbon nha cả nhà. Rồi giá là 2 triệu. 13 rổ mắt thường em bán 2 triệu 2, giờ 13 rổ mắt em hết rồi, chưa có hàng, ngày mốt mới có hàng, ngày mai hoặc ngày mốt. Rồi 2 triệu 12 rổ mắt màu trắng luôn. Rồi cây này C5 cũng xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. C5 700.000 xài 2 sim 1 thẻ nhớ luôn. Rồi máy không chạy sức nhiều nha cả nhà. Rồi giá 700k. iPhone 4 16GB, hiện em chỉ có một cây thôi, màu đen. iPhone 4 này là cũng máy sạch, không dính tài khoản nha. Nó rẻ tiền thiệt nhưng mà cũng là máy sạch, không dính tài khoản lao gì hết, ai lao. Về xài Zalo, Facebook, YouTube luôn, coi YouTube luôn. Rồi giá 450.000 nha cả nhà. A5 RAM 2 16GB, giá 700k. Máy khuôn đúc, xài 2 sim 1 thẻ nhớ nha, 750.000. Rồi tiếp theo cây này là X5. Em có một cây màu đen và một cây màu trắng. Màu đen thì 16GB nha, tiếng Việt. Còn cây này em bán giá phiên bản tiếng Anh nha. Cây này phiên bản tiếng Anh nha, em không có thời gian chạy chương trình, em bán cho khách là giá phiên bản tiếng Anh. Khách nào về chạy chương trình giùm em, em bán giá 650.000 cho khách luôn. X5 32GB da màu trắng, 650.000. Rồi tiếp theo cây này là X6. X6 em có 2 cây nha, màu vàng đồng và màu trắng. Em có 2 cây X6. Rồi X6 nha, 1.200.000. RAM 3 32GB, màn hình 5 inch nha cả nhà. Tình trạng máy cũng máy đẹp nha, không ám ố nha. Máy ám em báo ám, tình trạng sao báo hết. Nhiều khi có mấy máy về em chưa có tạo tài khoản Google á, cô bác anh chị mua máy về không vô YouTube xem được thì làm ơn xóa tài khoản cũ, tạo tài khoản mới giùm em. Tại nhiều khi em tạo tài khoản cho khách, khách về khách cũng tự xóa à, không có xài, cho nên em cũng ít tạo tài khoản cho khách lắm. Cô bác anh chị nào coi YouTube không được thì tự tạo tài khoản giùm em. Rồi giá 1.200.000, X6 32GB. Rồi Samsung, cây này là Samsung Z4 cộng. Em vô em coi có hình cài đặt không? Z4. Cái này Samsung Z4 nha, RAM 2 16GB, màn hình cũng 5.5, giá 950.000 nha, xài 2 sim 1 thẻ nhớ nha cả nhà, 950.000 Z4. G530 nha cả nhà, G530 cũng như ghi hay riêng, cấu hình cũng vậy, học online được, xài 2 sim 1 thẻ nhớ, coi YouTube học online. Rồi giá 650.000. C7 nha, C7 2016, cũng RAM 2 16GB, màn hình hơi chạy dài đường lông mèo nha cả nhà, hơi xước dài đường lông mèo thôi. Camera nè, camera trước camera sau. Rồi cây này giá C7 2016, 16GB, RAM 2 16GB, giá 1 triệu, màn hình 5.5 nha, máy được trên 80% nha. Rồi tiếp theo em có 2 cây nha, A6, màu đen và màu xanh. A6, RAM 3, 32GB, màn hình 5 inch nha cả nhà, giá 450.000. Hai cây, tình trạng máy là không ám ối gì hết nha, không chạy sức nhiều luôn, giá 450.000. Rồi tiếp theo C3R nha, màu vàng kinh tiếng. Cây này là RAM 2 16GB luôn nha cả nhà, màn hình 5 inch C3R. Rồi giá 900k nha, C3R 900k. Rồi tiếp theo Vivo RAM 3 32GB, Vivo 1906 nha, màn hình giọt nước luôn, RAM 3 32GB, màu đỏ,
giá 1.550.000 Vivo 2 SIM 1 thẻ nhớ, chơi game luôn mua chi phai, được học online được luôn nha cả nhà. Rồi Xi 7 rim thì em có 3 cây nha. Xi 7 rim em có 3 cây. 2 cây màu vàng đồng, 1 cây màu xanh. Xi 7 rim thì khách thường xem kênh em biết là RAM 3 32GB. Học online được, chơi game liên quân chi phai được. Màn hình 5.5 luôn nha cả nhà. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Rồi giá 1.300.000, cây màu đen này cũng vậy, tình trạng máy không chạy sức nhiều nha. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Để em test camera cho khách luôn. Rồi giá 1.300.000. Cây này cũng vậy, không chạy sức nhiều, 1.300.000. Z7 rim. Nokia em có 2 cây nha cả nhà, Nokia màn hình 5.6, 5.7, màn hình giọt nước luôn nha. À, cây này em tắt nguồn mà em quên. Rồi em review, em đợi nó 7 tháng lận. Rồi, cây Nokia này trước đi nha cả nhà. Cây này là Nokia 6 lút. Nokia 6 lút nha. Android nó 10 chấm, màn hình 5 inch nha. RAM 4 64GB, Nokia 6 lút. Máy màu đen nha cả nhà, còn vân tay nha. Máy đẹp nè, tình trạng máy đẹp trên 80%, chưa sạc Galaxy nha. Nói chung dòng Nokia lâu lâu cây nào ngon, đẹp, cứng, nghiêm chỉnh ok hết em mới nhập. Khách cũng có nhiều khách, nhiều chú lớn tuổi cũng thích dòng Nokia lắm, cho nên em thấy cây nào đẹp là em nhập à. Rồi, giá 1.400.000 nha cả nhà. 1.400.000, Nokia 6 lút. Rồi, tiếp theo. Cây này là Samsung. Samsung Z6 cộng, em có 2 cây nha. Màu xanh và màu đỏ. Tình trạng máy là được trên 80% nha, không chạy sức nhiều. Cây Z6 cộng RAM 3 32GB nha. Chơi game liên quân chi phai được, tình trạng máy là không ám ối gì hết nha cả nhà. Nè. Rồi, giá 1 triệu. Xài vân tay nha, 1.600.000. Cây màu đỏ luôn. Có hai con cá. Hai con cá khách trước xài là dán chắc phong thủy đó cả nhà, cá vàng. Rồi. Cây này là giá cũng 1.600.000 luôn, màu đỏ, hai con cá vàng luôn, xài vân tay luôn. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ, khách nào về thích để có hai con cá vàng để cũng thấy lột ra giùm em. Rồi, giá 1.600.000. Rồi, tiếp theo cây Nokia, nãy em tắt nguồn á cả nhà. Giờ em khởi động á, trong khi chờ đợi em review cây khác á. Cây này màn hình 5.8, 5.9 nha, màn hình to nha. Xài là màn hình giọt nước. RAM 3 32GB, Nokia TA1270. Còn gọi là Nokia 2.4. Nó là RAM 3 32GB. Rồi. Chụp hình nè cả nhà. Camera trước, camera sau luôn. Video luôn. Rồi. Giá 1.350.000, Nokia 2.4. Còn vân tay luôn nha. Xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. 1.350.000. Tiếp theo Samsung nha. Samsung Z7 lút, còn gọi là Z7 cộng, máy màu đen nha. Tình trạng máy là được trên 80% luôn, không chạy sức nhiều luôn nha. Rồi, 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Để giá cho khách là 650.000. Pin con trâu nha cả nhà, máy màu đen. Z7 lút còn gọi là Z7 cộng. Rồi, Oppo nha. Oppo này RAM 3 32GB, màn hình giọt nước luôn. Cây này là em vô là Oppo gì em quên rồi nè. Máy màu xanh nha, mặt sau có dán, khách trước dán không xài lột ra giùm em. Dán mũ trong A5S, Android 8.0, RAM 3 32GB, A5S. Máy màu xanh nha, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Vân tay luôn. Rồi. Giá 1.650.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo A8 nha, A8 32GB. Giá 1.200.000. Màn hình 5.5 luôn nha, 5.6. Rồi giá 1.200.000 nha.
1.200.000 A8 32GB. Rồi mi em có hai cây nha, một cây màu đen và một cây màu xanh nước biển. Cây này cũng RAM 32GB, Mi Note 5. Rồi giá 1.500.000, chơi game liên quân chi phai đều được, học online được, hát karaoke luôn. Rồi Samsung này là Z4 16GB, chơi game liên quân chi phai được luôn, học online được, màn hình 5.6, 5.7 luôn nha, 5.8, màn hình 5.8 nó lộn. Rồi giá 1.300.000. Oppo R7 màn hình AMOLED, màn hình 5 inch này nha cả nhà, 16GB. Rồi giá 800.000, hai sim một thẻ nhớ 800.000 luôn. Rồi Z2 Pro 850.000, 16GB. Z2 Pro 16GB, máy màu đen 850.000. Rồi G50 màu trắng luôn nha cả nhà, giá luôn 650.000, học online được, hát karaoke, coi YouTube được luôn, 650.000. Rồi em có một cây C6 màn hình 5 inch luôn nha, 32GB, Samsung C6 32GB. Rồi giá 1.350.000, máy màu vàng đồng nha, khuôn đúc hai sim một thẻ nhớ. Rồi rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây nha, mong quý cô bác anh chị nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để có nhiều video mới xem. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, hẹn cả lúc sau. Quên review máy tính bảng nha cả nhà. Rồi iPad nha, iPad 2 không xài sim nha, 16GB, màn hình 10 inch, tình trạng máy là không chạy sức nhiều nha, máy sạch không vướng tài khoản. Cây này em để giá 900k cho khách nha, iPad 2 không xài sim, màn hình 10 inch 900k, màu trắng bạc, camera trước camera sau. Rồi giá là 900k iPad 2. Còn cây này là còn dán mũ nha cả nhà, em không lột ra nha, còn dán mũ, máy đẹp không chạy xước nhiều. Mặt sau nè, mặt sau khách trước xài còn dán mũ luôn nè, lột ra là máy đẹp lan can nha, đẹp được 80/80% nha. Cây này cũng xài Zalo được, coi YouTube được luôn nha cả nhà. Mát 7S, màn hình 7 inch, em để giá 400.000 cho khách, 400.000, màu đen, mát 7S. Rồi mát te nha, cây này khách chứ xài còn dán mũ em không lọc ra luôn. Mát te Tab 8 Plus Android 8.8, xài hai sim một thẻ nhớ, xài Zalo, Facebook, YouTube luôn. Rồi giá 800k cho khách nha, 800k cho khách luôn. Rồi màn hình 8 inch nha, mắt kè 8 lút, màu vàng đồng và màu xanh, 800k. Hẹn clip sau, chúc cả nhà vui vẻ.